Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế Giới Nghiêng. Kênh Telegram Tổng lãnh sự Thiên thần Spetsnaz hôm 26 tháng 4 đã đăng một đoạn video trong đó 5 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 41 của Ukraine bị lính rủ Nga bắt giữ gần Chasovia. Các tù nhân khi ấy đã bị đưa đến trại giam trong video họ mặc quần áo dân sự. Một người lính rủ Nga cho biết các binh sĩ Ukraine đã bị bắt một ngày trước đó và chấp nhận làm tù binh. Vào ngày 25 tháng 4, nhờ một cuộc tấn công chớp nhoáng các binh sĩ của sư đoàn dù Ivanovo số 98 đã chiếm được một thành trì của Ukraine ở ngoại ô Chasovya. Một số quân nhân Kiev đã bỏ chạy, để lại những người bị thương và thiệt mạng. Những người không kịp bỏ trốn đã hạ vũ khí và đầu hàng. Binh lính Ukraine ở Chasovya đang chật vật giữ thành phố với hy vọng vũ khí Mỹ sắp đến sẽ giúp họ lật ngược tình thế trước quân đội Nga. Gần đây trong chuyến thăm tiền tuyến, các nhà báo Mỹ của tờ Wall Street Journal đã ghi nhận một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm ngọn lửa cao hàng trăm mét bùng lên không trung một vụ nổ khác diễn ra sau đó vài giây rồi đến vụ nổ thứ ba những tiếng nổ vang xa hàng km trên những cánh đồng ở phía đông chasovia và không lâu sau một tiêm kích lao vút qua như xé toạc bầu trời chiến đấu cơ nga đang dồn dập tấn công thành phố miền đông này của ukraine bằng bom lượn mỗi quả mang theo ít nhất nửa tấn chất nổ và có khả năng đánh sập các tòa nhà chỉ với một lần trúng đích lực lượng ukraine với hỏa lực yếu hơn và quân số ít hơn đang cố gắng giữ Trasovia và đếm từng ngày trong lúc chờ lô vũ khí mới từ Mỹ chuyển đến. Nằm trên sườn núi nhìn ra Bakhmut, thành phố chiến lược miền đông Ukraine mà Nga giành được quyền kiểm soát hồi năm ngoái, Trasovia là một phần thưởng giá trị khác đối với Moscow. Nếu để mất thành phố, các thành trì còn lại mà Ukraine đang kiểm soát ở khu vực Donetsk sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu cho một cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa hè này. Cứ mỗi lần pháo binh Ukraine bắn, Nga sẽ bắn lại gấp 10 lần và binh sĩ trong khu vực cho biết tỷ lệ đó ngày càng lớn hơn. Moscow đang phá hủy các tòa nhà nơi binh sĩ Ukraine có thể ẩn náu, chiến lược tương tự mà họ đã sử dụng ở Bakhmut, ngoại trừ việc bom lượn cho phép họ thực hiện điều này nhanh hơn nhiều. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kharkov trong ngày 26 tháng 4 vừa qua tên lửa đã bắn trúng tòa nhà nơi có các thành viên cao cấp của SBU cũng như các sĩ quan Séc. Theo thông tin ban đầu, các sĩ quan đến từ Cộng hòa Séc đang đào tạo nhân viên kỹ thuật về hoạt động tình báo điện tử. Báo cáo cho rằng ít nhất 7 quân nhân Séc đã thiệt mạng trong vụ tập kích. Vài ngày trước, quân đội Nga đã tấn công một địa điểm tương tự nhưng ở Slavyansk. Tòa nhà này là nơi trú ẩn của lực lượng quân sự Pháp đến theo lệnh của Tổng thống Pháp Macron. Được biết, sau khi tên lửa tấn công, nhiều xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Ngoài ra, các quân nhân bị thương cũng được vận chuyển đến bệnh viện bằng máy bay cứu thương. Chính phủ Pháp và Ukraine từ chối bình luận về thông tin này, nhưng Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đòn tấn công đã xóa sổ 80% lính Pháp tại cứ điểm. Như Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo, trong chiến dịch đặc biệt, Ukraine đã mất hơn 500.000 lính. Theo thông tin sơ bộ, hiện nay tại Ukraine vẫn còn hơn 2.500 lính đánh thuê vẫn ở lại chiến trường chiến đấu. Thưa quý vị, truyền thông Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Chasovia bằng bom lượn FAB-500. Theo Top War, Ukraine thường bố trí lực lượng ở tầng hầm và tầng trên của các tòa nhà cao tầng. Những vị trí này nhanh chóng bị máy bay không người lái của Nga tiếp cận trước khi điều hướng cho hỏa lực pháo binh và không quân tấn công. Trong một diễn biến có liên quan, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá các hoạt động tấn công của Nga ở phía tây Adygea có thể mang lại lợi thế về mặt chiến thuật và chiến dịch tấn công của lực lượng Nga nhằm kiểm soát Chechnya sẽ tạo ra một bước tiến đáng kể. Các nhà phân tích quân sự cũng lưu ý nếu như Nga giành quyền kiểm soát Chechnya sẽ cho phép Nga kiểm soát vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Tờ Sputnik mới đây công bố một đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-72 của Nga tác chiến dưới làn đạn và hỏa lực của Ukraine. Điểm đặc biệt trong video chính là chiếc xe tăng được trang bị một lớp giáp giống như chiếc mai rùa bao phủ gần như toàn bộ tháp pháo và thân xe. Theo Sputnik, Nga đã thành công trang bị cho T-72 lớp bảo vệ này nhằm ngăn chặn các UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine trên tiền tuyến. Ngoài lớp giáp bao phủ ngăn chặn UAV, Nga cũng lắp lên trên chiếc xe tăng thiết bị tác chiến điện tử với 8 ăng ten giúp gây nhiễu từ xa máy bay không người lái đối thủ. Nga có thể đã trang bị cho những chiếc xe tăng T-72 con lăn giả phá mìn. Trong đoạn video mà Sputnik đăng tải, có thể thấy xe tăng Mai Rùa dẫn đầu đoàn thiết giáp tiến vào vị trí của Ukraine. Các nhiệm vụ diễn ra tương đối suôn sẻ, bất chấp các mối đe dọa dưới mặt đất và trên không, rình dập đoàn xe của Nga. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, quân đội Nga mới đây đã thu được một quái vật M1150ABV loại xe phá mìn nặng 80 tấn trị giá 4 triệu đô la Mỹ được Mỹ cung cấp cho Ukraine tại vùng Berdychi. Chiếc M1150 ABV này đã bị lữ đoàn cơ giới 47 của lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại vào cuối tháng 2 năm 2024 sau khi nó bị hư hỏng nặng bởi đòn tập kích của Nga. Những hình ảnh gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội Nga cho thấy lần đầu tiên dòng vũ khí đặc biệt này rơi vào tay Nga. Quái vật M1150 ABV của Mỹ là phương tiện đặc biệt có thiết kế cực dị, đảm trách nhiệm vụ giả phá bom mìn, mở đường cho lực lượng tấn công. Mỹ đã cung cấp một số chiếc M1150 ABV cho quân đội Ukraine vào năm ngoái nhằm phục vụ cho chiến dịch phản công. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá M1150 ABV bảo vệ binh lính tốt và linh hoạt. Dù vậy, theo đánh giá từ chuyên gia S của Forbes, khi nằm bất động trên khu vực chống trải, chiếc M1150 ABV với kích thước lớn trở thành mục tiêu dễ dàng cho các khẩu đội pháo, máy bay không người lái cỡ nhỏ hoặc tổ săn tăng của Nga. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 37 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng xe tăng bánh lốp AMX-10RC do Pháp viện trợ trong một chức năng rất đặc biệt. Quân đội Ukraine đã nhận chiếc AMX-10RC đầu tiên vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên thực tế chiến trường cho thấy phương tiện này không phù hợp khi sử dụng làm mũi nhọn tấn công. Theo nhận xét của giới chuyên môn, mặc dù chiếc AMX-10RC thường được gọi là xe tăng bánh lốp, nhưng về mặt hình thức thì nó lại là một loại xe bọc thép trinh sát mang hỏa lực mạnh. Ban đầu, AMX-10RC được tạo ra như một phương tiện yểm trợ hỏa lực trong điều kiện chiến tranh cơ động và phản công. Nhưng ý tưởng trên khiến nó không phù hợp trong một cuộc chiến toàn diện với đối phương mạnh hơn mình. Xe tăng bánh lốp AMX-10RC được tạo ra vào những năm 1980 cho lực lượng viễn trinh Pháp tham gia chiến đấu ở những vùng lãnh thổ hải ngoại, nơi mà cơ giới của đối phương thường chỉ là xe bán tải gắn súng máy. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra tại Ukraine chỉ ra rằng khái niệm xe tăng bánh lốp thậm chí còn gây tranh cãi hơn trước khi bộc lộ thêm rất nhiều nhược điểm khi tham gia một cuộc chiến toàn diện. Cho dù là có sức cơ động cao và khả năng di chuyển nhanh chóng trong không gian tác chiến chật hẹp những chiếc AMX-10RC có hỏa lực và lớp giáp chưa đạt yêu cầu phải kết hợp với những yếu tố mới mới bộc lộ được ưu điểm nhỏ nhoi. Sử dụng xe tăng bánh lốp trong vai trò pháo tự hành và đôi khi là phương tiện yểm trợ hỏa lực có lẽ chính là phương án tốt nhất dành cho những cỗ chiến xa đặc biệt này, nhất là khi phía Ukraine không còn nhiều lựa chọn về vũ khí mà họ buộc phải sử dụng bất kỳ loại nào có trong tay.